Chiều ngày 10 tháng 12, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác trao đổi thông tin giữa các đài phát thanh và truyền hình khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên mở rộng, 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Lê Trọng Yên, đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với 15 đài trong khu vực gồm Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Lào Cai, Hậu Giang. Hội nghị là dịp để cán bộ nhân viên các đài gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ nhau nhằm tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, việc trao đổi thông tin hợp tác phát sóng được các đài trong khu vực đẩy mạnh thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm 2022, đã có hơn 4.500 tin bài được các đài trao đổi với nhau, vừa đảm bảo về chất lượng, vừa đảm bảo tính nhanh nhạy kịp thời. Các tin bài trao đổi phản ánh khá toàn diện tình hình chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của các địa phương. Việc sử dụng tin bài phóng sự, hòa sóng truyền hình trực tiếp đã góp phần làm cho chương trình của từng đài trở nên phong phú hấp dẫn, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả thông tin tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng lợi thế của các tỉnh đến với khán giả khu vực và cả nước. Qua trao đổi tin bài hàng ngày, đội ngũ phóng viên biên tập viên của các đài có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong tác nghiệp, chọn đề tài và cách thể hiện tác phẩm báo chí. Tại hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến công tác chuyển đổi số trong ngành phát thanh truyền hình, trước sự phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh của báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác. Đại diện các đài cũng đã đề xuất các giải pháp phát triển, phân phối nội dung trên các nền tảng số, mạng xã hội phù hợp, đảm bảo các nguyên tắc cộng đồng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ông Hồ Văn Miền, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Đắk Nông, đề nghị các đài tiếp tục nghiên cứu mở rộng việc trao đổi các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu, tập trung thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phát, truyền hình, đổi mới nội dung hình thức, tạo bước đột phá trong thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân.